Mới đây tại Hà Nội, báo Xây Dựng phối hợp cùng Liên minh Hỗ trợ Công nghiệp Việt Nam VISA tổ chức hội thảo chuyển đổi xanh ngành công nghiệp, kiểm kê khí nhà kính, nền tảng cho lộ trình giảm phát thải. Bày tỏ quan điểm về chủ đề chuyển đổi xanh ngành xây dựng, nhìn từ góc độ thúc đẩy phát triển công trình xanh, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, công trình xanh phát triển ở Việt Nam đến nay khoảng trên dưới 15 năm, tính đến hết quý 3 năm 2023, số lượng công trình xanh ở Việt Nam là 305 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng được chứng nhận gần 7,5 triệu mét vuông. Tuy nhiên, cùng với các kết quả mang lại về tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa, Việt Nam cũng đang gặp phải những rào cản, những áp lực và mặt trái của quá trình phát triển. Đó là các áp lực về gia tăng dân số, về suy thoái, ô nhiễm môi trường, về cạn kiệt tài nguyên, thiếu hụt nguồn cung năng lượng. Vì vậy, đại diện Bộ Xây dựng đã đưa ra giải pháp để tạo điều kiện cho việc phát triển công trình xanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành xây dựng. Cũng tại hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước cùng các chuyên gia, doanh nghiệp đã có những phân tích, nhận định đa chiều, đánh giá khách quan về tầm quan trọng và ý nghĩa của kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp và khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng dữ liệu kiểm kê hướng tới hoạch định chiến lược giảm phát thải, sử dụng giải pháp xanh từ hệ sinh thái, tác động đến việc xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, ứng dụng nhiên liệu sạch LNG trong sản xuất công nghiệp.